Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Dự báo bão số 3 rất mạnh, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ứng phó. Ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 86, chỉ đạo các bộ, ngành và 24 địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. 24 tỉnh thành phố bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình. Sáng nay, bão Iagui đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12. Dự báo, bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những ngày tới. Bão đang di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc và khu vực Vịnh Bắc Bộ. Với hướng di chuyển như vậy, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố theo dõi diễn biến bão, có phương án ứng phó bão kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ. Thủ tướng lưu ý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản ở cả trên biển, đảo, ven biển, đất liền, khu vực miền núi. Trong đó, trên biển, đảo, tùy tình hình chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Trên đất liền chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi sát tình hình bão lũ, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ trưởng các bộ, quốc phòng, công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ trưởng các bộ, giao thông vận tải, công thương và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động dầu khí trên biển, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công điện này. Bão Yagi vào Biển Đông đang mạnh lên cấp cuồng phong. Sáng nay ngày 3 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Iagui đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 11, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Lúc 7 giờ sáng nay, bão số 3 đang ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khi bão di chuyển vào Biển Đông, các điều kiện khí quyển như gió, khí áp, nhiệt độ nước biển ở khu vực Biển Đông ở mức 30-31 độ thuận lợi cho bão mạnh lên. Dự báo trong 2 ngày tới, bão số 3 sẽ liên tục tăng cường độ, có thể lên cấp 13, giật cấp 16 khi vào vùng biển đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Theo dự báo hiện tại, khả năng cao khoảng chiều đến tối thứ 6 ngày 6 tháng 9, bão đi vào vịnh Bắc Bộ, sau đó dự kiến sẽ tiếp cận các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo tác động của bão, từ ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến 9, giật trên cấp 11 đến 12, biển động mạnh. Từ ngày 4 đến 6 đến 9,
Bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, nên gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12 đến 13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2-4, vùng gần tâm bão 3 nằm sau đó có thể tăng lên 5-7m. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm với tàu thuyền. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ phía bắc vĩ tuyến 17,0N, phía đông kinh tuyến 115,5N. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Quốc tế theo sát đường đi của bão Iagi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng bão Iagi sẽ đạt cường độ mạnh nhất là cấp 13, giật cấp 17 khi đi đến khu vực phía đông đảo Hải Nam. Trung Quốc dự báo bão mạnh nhất cấp 15. Mỹ dự báo có thể lên tới cấp 16, giật trên cấp 17. Các dự báo đều cho rằng bão Iagi mạnh nhất khi đến khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, nhận định về cường độ bão có sự khác biệt đáng kể giữa các đài khí tượng thế giới. Đến tối ngày 2 tháng 9, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào Biển Đông trong khoảng đêm ngày 3 tháng 9, bão Iagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Cường độ có xu hướng mạnh lên do gặp các điều kiện rất thuận lợi về khí quyển, gió, khí áp, đại dương, nhiệt độ nước biển ở khu vực Biển Đông đang là 30-31 độ. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, từ khoảng ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Iagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc của Biển Đông với gió mạnh tối đa lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão. Về khu vực có thể đổ bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chưa thể khẳng định bão Iagi có vượt qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta hay không. Tuy nhiên, dưới tác động của hoàn lưu bão, từ ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc của Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Bão Iagi càn quét, sóng biển cao 5-7m hướng vào Bắc Bộ. Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Iagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m. Sau đó, ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 có thể tăng lên 5-7m. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 3, bão Iagi, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 3 tháng 9, ở khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,0m. Cảnh báo, ngày và đêm ngày 4 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển có thể tăng lên 5,0-7,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngày 2 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành công điện số 475 CDBNN, đất đai gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, ngoại giao, thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão gần Biển Đông. Công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 2 tháng 9, bão Iagi đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 122,7 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu,
thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 15,0, phía đông kinh tuyến 119,0. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!